Anh đã tìm mẹ con em khắp nơi. Anh chỉ mong có cơ hội nói chuyện với mẹ con em thôi. Biết là con của tôi, anh đừng có tới gần thằng bé. Em thừa biết sự thật là như thế nào. Bin nó là con ruột của anh. Bây giờ sắp tới ngày lên máy bay đi du học rồi, tự nhiên lỡ dở chị em có bầu và anh không biết tính sao luôn. Em cũng không biết làm sao nữa, nhưng mà em sợ quá. Em giờ không mấy anh tính vậy nha. Anh dẫn đến bệnh viện rồi mình bỏ đứa bé đi. Anh nói cái gì vậy? Tại sao anh lại lựa chọn bỏ con tàn nhẫn như vậy? Em cũng biết rồi đó, gia đình anh không bao giờ đồng ý cái chuyện anh bỏ học để kết hôn, và bản thân anh cũng vậy. Em suy nghĩ đi, tương lai của chúng mình thì sao? Em còn đang đi học, bây giờ em mang thai nó, làm sao em đi học? Không, em không thể nào vì lợi ích cá nhân, vì sợ cực khổ, sợ điều tiếng mà giết đi chính đứa con của mình được. Anh là đàn ông, anh phải có trách nhiệm với mẹ con em chứ. Anh không bao giờ bỏ chuyện đi du học vì bất kỳ lý do gì hết. Nghe không, tùy em. Xem trọn bộ trên ứng dụng THVLI.